Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thơ Nguyễn xin lỗi phụ huynh hứa chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau nhiều chỉ trích, Thơ Nguyễn đã có động thái thừa nhận hành động chưa đúng của mình và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm tới cùng. Việc Thơ Nguyễn làm video hướng dẫn các em xin vía học giỏi từ búp bê khiến mạng xã hội dậy sóng cô đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh về hành động này của mình, đồng thời lên tiếng đính chính thu nhập trăm tỷ đồng của mình. Trả lời phỏng vấn của báo chí, thơ Nguyễn giải thích rằng cuối video đã nói rõ về việc tin vào buồn ngãi là sai. Để đạt được kết quả tốt, các em cần phải bỏ công sức, cố gắng học tập rèn luyện bản thân. Tuy nhiên vì thời gian đăng tải lên TikTok bị giới hạn, nên thơ Nguyễn buộc phải chia làm hai video và đăng liền nhau cùng một lúc. Thế nhưng theo cô nàng, một số phụ huynh xem không hết cả hai video nên mới chỉ trích mình làm nội dung không lành mạnh. Cô đã gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh về hành vi của mình. Nhưng đây tôi cũng có lời xin lỗi chân thành tới các vị phụ huynh và fan của mình vì tôi đã chọn một đề tài gai góc nhạy cảm. Đặc biệt trong quá trình thực hiện và đăng tải video đã gây hiểu lầm cho các anh chị em phụ huynh và các em nhỏ. Đối với tôi các em nhỏ là trên hết. Nếu tôi sai, tôi sẽ sẵn sàng nhận lỗi và chịu mọi hình phạt của pháp luật. Nhưng xin đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tinh thần và làm tổn thương các em nhỏ. Lời xin lỗi này ngay lập tức nhận về nhiều luồng ý kiến từ cư dân mạng. Một số cho rằng cô đã biết lỗi, nhận sai thì nên tha thứ và cho thơ Nguyễn một con đường để làm lại cuộc đời, chứ đừng nên khắc khe quá. Tuy nhiên, số khác lại nhận định lời xin lỗi chỉ có giá trị khi thơ Nguyễn thực sự thay đổi cách làm video YouTube. Mọi người mong rằng sau này cô nàng sẽ không bao giờ làm ra những video gây tranh cãi có nội dung như vậy nữa xin lỗi mà chị nói thế thôi thì làm gì tóm lại là chị muốn như thế nào chứ nói thì ai mà chẳng nói được tóm lại sau này chị làm nội dung cẩn thận hơn là được chứ cháu em ngày nào cũng thờ nguyễn mà em sợ được biết trước đó video của thơ nguyễn được đăng tải lên tiktok với số lượng lượt xem cực lớn theo đó trong video cô đã lấy một con búp bê rồi liên tục sân mẹ con trò chuyện cho nó ăn và gọi với cái tên cừ mà mập thơ nguyễn lấy một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt búp bê mình đang ôm trên tay đồng thời nữ du hỏi mập ơi bây giờ con nghe lời mẹ này mai các anh chị đi học rồi giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha nếu mà con cầu được thì con lắc ngang không cầu thì lắc dọc nói chung là cửa lắc tứ tung đi lắc đi lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay không chỉ vậy cô nàng còn nhận định muốn được như ý thì phải cho bạn ấy ăn uống theo sở thích đây không phải là lần đầu tiên thờ nguyễn bị chỉ trích trước đó cô từng bị tẩy chay nhiều lần vì video có nội dung bị cho không lành mạnh đi xuống dại trẻ nhỏ